Hello và welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Front Zombie. Start game. Let's go. Bảo vệ cái này. Zombie nào ra. Bắn luôn, bắn luôn. Let's go. Còn 7 con nữa là các bạn sẽ hoàn thành xong quest 2. Thank you.
Ok, sau đó sẽ sang web 3. Các bạn sẽ đi tìm kiếm những băng đạn và chuẩn bị chiến đấu cho web 3. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai, Zombie Tsunami. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, The Attacker. Let's go. We'll be right back.
Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái thứ tư, đi trước cầu 2. Let's go. Play. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, có thể mình phải vào lại thì mới vào được, không là bị lỗi ngay. Play, let's go. Here I come. Thanks. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5. Duel Run. Let's go. Okay.
rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Walking Zombie. If you need my help, just say a word. She's infected! We need to kill her immediately! She can turn any time! I know, but we need to save the child. It's her last wish. It's a boy! How should we name him? She disappeared. Watch out! Run! Ok, và nhiệm vụ lần này các bạn phải bảo vệ anh chàng bé này. Tiêu diệt hết zombie. Let's go. Đã thành công. Sau đó thì nó lớn lên và các bạn sẽ là chính người đó và sẽ đi The young hero grew with wanderers who found their refuge in the woods. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Xem nó có cái gì. Short.
go. Sau đó các bạn có thể nâng cấp thêm, hoặc các bạn có thể mua khẩu súng ngon hơn để tiêu diệt những tên zombie trong này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Let's go. Move it, shoot it, make it snappy. Cái này là nhiệm vụ bắt buộc các bạn phải làm. Murdering innocent girls and grannies, that's your style? Not that bad, but there's always room for improvement. Oh my gosh, rất là đông. Khẩu súng này có vẻ hơi yếu một chút. Trong lúc vừa bắn thì điều khiển không điều khiển được. Khi các bạn điều khiển, các bạn mới bắn được. Oh my gosh. Chạy cái đã tính sao. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.